số 10. Số 10 của John Nani đối mặt với Đặng Văn Lâm. Văn Lâm lại ghi bàn. Số lừa số đã bằng nhau. Anh Cường có thể thấy những âm thanh từ miệng của Đặng Văn Lâm đã tạo ra những áp lực nhất định. Và sau đó là một cú đổ người tuyệt vời. Hoan hô Đặng Văn Lâm. 3-1 rồi, đội tuyển Việt Nam. Trong đội hình của đội tuyển Iraq thì còn một cái tên Hussein khác rất quen thuộc, đó là Emen Hussein. Rất nguy hiểm. Musa. Khá nguy hiểm. Vẫn còn. Không vào. Một
ngày thi đấu xuất sắc của thủ môn Đặng Văn Lâm cùng với các đồng đội của mình. Chúng ta hãy cùng xem lại pha cứu thua của Đặng Văn Lâm với cú cứa lòng rất hiểm hóc của Musa và sau đó là cú sút của Mother. Ông Văn Hoàn đã chơi lăn xả rất nguy hiểm. Rồi, hoan hô thủ môn Đặng Văn Lâm xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu. Chúng ta hãy cùng xem lại cơ hội cực kỳ nguy hiểm dành cho đội tuyển Jordani. Người có cơ hội là Sale. Có rất nhiều thời gian và khoảng trống để lựa chọn góc dứt điểm. Nhưng số 10 của đội tuyển Jordani đã không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ môn Đặng Văn Lâm. Cuối cùng thì Văn Lâm đã bắt được bóng. Của tiền vệ phòng ngự báo số 7 bên phía đội tuyển Iraq kể từ đầu trận. Ngoại trừ tình huống mà tiền đạo của đối phương đã đối mặt thì cho đến lúc này Đặng Văn Lâm đều giành